Một trường học ngầm mới là một phần trong kế hoạch lôi kéo người lưu vong trở lại thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ihor Terekhov, thị trưởng Kharkiv, phía đông bắc Ukraine, đã quyết định đã đến lúc phải đào sâu theo nghĩa đen. Với việc các khẩu đội tên lửa gần nhất của Nga chỉ cách đó 40 giây bay và vẫn nhắm mục tiêu vào thành phố của ông, 20 tháng sau cuộc xâm lược toàn diện của Moscow, chính trị gia tóc hoa râm này đã ra lệnh cho công nhân xây dựng một trường học dưới lòng đất cho tối đa 1.000 trẻ em vào cuối năm nay. Là một phần của việc chuyển sang trật tự song song dưới lòng đất cho thành phố thứ hai của Ukraine, ông cũng đã cam kết xây dựng kho ngầm đầu tiên của Kharkiv cho tàu điện ngầm vào năm tới. Các ga tàu điện ngầm đã có 5 trường tiểu học. Trong suy nghĩ của thị trường, không chỉ là vấn đề an ninh mà còn là một câu hỏi hóc búa về lâu dài, làm thế nào để lôi kéo hàng trăm nghìn người đã bỏ trốn năm ngoái trở lại, và làm thế nào để giữ những người ở lại. Terekhov nói trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng dưới tầng hầm của mình, chúng tôi không thể đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc trước khi bắt đầu xây dựng lại. Nếu chúng ta dừng lại và không làm gì, chúng ta sẽ mất thành phố. Chúng tôi sẽ không mất lãnh thổ, nhưng chúng tôi sẽ mất cư dân của mình. Thoạt nhìn, thành phố công nghiệp Liên Xô cũ, nổi tiếng với kiến trúc Art Nouveau, là minh chứng cho khả năng phục hồi và tái sinh. Các khối tháp cộng sản, thánh đường và quảng trường trung tâm lớn của nó phải đối mặt với một cuộc pháo kích khủng khiếp sau khi quân đội Nga tiến vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Những người chiếm đóng đã đến gần, nắm quyền kiểm soát các ngôi làng xung quanh Kharkiv, nhưng thành phố không bao giờ thất thủ, và một cuộc phản công của Ukraine vào mùa thu năm ngoái đã đẩy lùi quân xâm lược trở lại biên giới cách đó 20 dặm. Bây giờ các quán cà phê và nhà hàng rất ồn ào. Kiến trúc sư Norman Foster đang làm việc với thị trưởng về kế hoạch hồi sinh thành phố. Vào một buổi chiều đầy nắng gần đây, sở thú đã trở thành điểm thu hút đông đảo du khách. Khi còi báo động không kích của thành phố vang lên, dường như không ai chớp mắt chứ đừng nói đến việc đi đến nơi trú ẩn theo hướng dẫn của hệ thống PA của sở thú. Natalka Marinchak, một nhà thơ sống sót qua cuộc tấn công, đang thưởng thức sự nở rộ của các buổi hòa nhạc và vở kịch ngầm. Một năm trước bạn có thể tham dự mọi sự kiện văn hóa ở đó. Bây giờ bạn phải lựa chọn. Nhưng Kharkiv là thành phố của hai thực tế, nó gần Nga đến mức ngay cả tên lửa Patriot bảo vệ thủ đô Kyiv cũng không có đủ thời gian để đánh chặn tên lửa Nga. Các trường học và đại học hoạt động trực tuyến. Các cuộc họp công cộng được tổ chức ở tầng hầm. Còi báo động vang lên nhiều lần trong ngày. Vào ngày 6 tháng 10, hai tên lửa của Nga đã phá hủy một khu nhà ở trung tâm thành phố, khiến một cậu bé 10 tuổi và bà của cậu thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Trước chiến tranh, dân số thành phố là 1.5 triệu người. Chính quyền hiện ước tính con số này vào khoảng 1.1 triệu người, trong đó có 500.000 người phải di rời khỏi các khu vực do người Nga chiếm đóng hoặc gần tiền tuyến. Hầu hết trong số 300.000 sinh viên ở đây trước chiến tranh đã rời thành phố. Một mối lo ngại nữa là nếu chiến tranh kéo dài, nhiều doanh nghiệp trong thành phố có thể chuyển trụ sở chính về phía tây đất nước, nơi ít gặp rủi ro hơn và huyết mạch kinh tế của Kharkiv sẽ cạn kiệt. Chúng tôi thực sự lo lắng về điều đó, thị trưởng nói. Ông tin rằng các doanh nghiệp muốn quay trở lại, nhưng an ninh và dịch vụ là điều cần thiết để thuyết phục họ. Có một điểm sáng, được biết đến vào thời Liên Xô nhờ ngành công nghiệp nặng, trong thập kỷ trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga, Kharkiv đã phát triển một lĩnh vực công nghệ phát triển mạnh. Trên toàn quốc, con số này đã tăng 10% vào năm ngoái, một phần nhờ sự chuyển đổi sang công nghệ quốc phòng. Cụm công nghệ thông tin Kharkiv, một trung tâm hào nhoáng dành cho các công ty khởi nghiệp, đã mở cửa cho hoạt động kinh doanh. Olga Sapovan, giám đốc điều hành, cho biết mặc dù hầu hết trong số 50.000 kỹ sư phần mềm, ước tính của thành phố đã giải tán vào năm ngoái, nhưng một trong gần 500 công ty công nghệ của thành phố vẫn đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, năm nay không mấy lạc quan vì chiến tranh và cũng lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ, nơi có hầu hết khách hàng của họ. Ngoài ra, Kharkiv đã đánh mất sự thúc đẩy kinh tế thông qua việc chi tiêu tùy ý của các kỹ sư, những người lao động được trả lương cao nhất trong nước. Tại làng Stary Santiv, phía đông Kharkiv, Konstantin Hodienko, một ủy viên hội đồng 48 tuổi, là hiện thân của tinh thần làm được, làm nền tảng cho tinh thần địa phương. Anh ấy đang giám sát việc sửa chữa từ cơ sở của mình, ở trường âm nhạc địa phương, là tòa nhà chính thức duy nhất có thể sinh sống được, nó đầy những vết sẹo do mảnh đạn và lỗ đạn. Ngôi làng bị quân Nga chiếm đóng trong 2 tháng, và trong 5 tháng sau khi họ bị đẩy lui, là vùng đất không có người ở. Đó là bóng bàn, Hodienko nói. Bây giờ khoảng một nửa dân số vài nghìn người đã quay trở lại. Nhưng phần chính của ngôi làng không có ga và ít nước, ông nói, và mùa đông đang đến. Có một vấn đề lớn, chúng tôi cách biên giới 20 km. Đó là điều ngăn cản mọi người quay trở lại và thành thật mà nói, mọi người sẽ chỉ quay lại nơi họ có nơi ở. Nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế đã đến xem xét.
chi nhánh tổ chức từ thiện Caritas tại Đức đã tài trợ cung cấp gỗ để sưởi ấm các ngôi nhà. Ủy viên hội đồng cho biết, nhưng chỉ có một trong 10 tổ chức phi chính phủ muốn đầu tư vì chúng tôi rất gần với Nga. Họ không muốn thấy tất cả bị phá hủy một lần nữa. Chúng tôi có tầm nhìn nhưng chúng tôi không có tiền. Xây dựng cơ sở hạ tầng tốn rất nhiều chi phí và tôi hiểu, chính phủ phải chiến đấu. Tại thủ đô Kyiv, chính phủ đều hiểu rõ rằng, cho đến khi chiến tranh kết thúc, sẽ rất khó thuyết phục các nhà đầu tư hỗ trợ tái thiết và lôi kéo hơn 4 triệu người Ukraine đang tìm nơi ẩn náu ở EU. Chúng tôi phải cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân ở đây. Sự cạnh tranh dành cho họ ở EU sẽ ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Oleksandr Kubrakov nói với Financial Times. Ông trích dẫn, nền kinh tế đang phát triển ở Ba Lan và một số chương trình hấp dẫn dành cho người Ukraine ở Đức là những điểm thu hút người tị nạn ở lại nước sở tại của họ. Để thu hút những người lưu vong trong và ngoài nước trở về nhà, Kubrakov đã triển khai một dự án khởi động quá trình tái thiết bằng cách sử dụng ứng dụng đa năng quốc gia DIA. Người Ukraine có thể đăng ký số tiền lên tới 5.000 đô la Mỹ để trả cho vật liệu xây dựng và công trình xây dựng để sửa chữa. Ông cho biết trong số 50.000 người đăng ký, 18.000 người đã được trả tiền, nhiều yêu cầu đến từ Kharkiv hơn bất kỳ thành phố nào khác. Ông nói thêm, để tài trợ cho dự án này, chính phủ đang sử dụng số tiền 450 triệu đô la Mỹ bị tịch thu vào năm ngoái từ chi nhánh ngân hàng Sberbank của Nga ở Ukraine. Từ tháng 11, chính phủ cũng sẽ cung cấp số tiền lên tới khoảng 40.000 đô la Mỹ giá của một ngôi nhà khiêm tốn trên thị trường cho những người có nhà bị hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy. Nhưng đây sẽ là một lời đề nghị có giới hạn do quy mô của sự tàn phá. Thị trường Kharkiv ước tính, riêng chi phí thiệt hại của thành phố này đã lên tới hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh lo ngại về việc lặp lại các cuộc tấn công của Nga vào mùa đông năm ngoái vào hệ thống điện của thành phố, Kharkiv đang cố gắng hết sức để áp dụng bầu không khí kinh doanh như thường lệ. Vài ngày sau cuộc đình công mới nhất, hai công nhân thành phố đang dựng hàng rào mới đối diện với tòa nhà bị tàn phá. Vitlana, một nhà quy hoạch thành phố, đã tán thành quan sát họ. Gần đây cô đã trở về ngôi nhà cũ của mình trong một tòa tháp. Cô nói, cuộc sống đã tốt hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có tắc đường và trẻ em ở sân chơi. Nhưng chúng tôi không ngủ, mọi người đều lo lắng. Theo Financial Times, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.